quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, ngoài rãnh áp thấp của các tỉnh Bắc Bộ còn thêm tác động của gió đông nam từ ngoài biển thổi vào, vì thế miền Bắc vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó thì khu vực của vùng núi và trung du phía Bắc vẫn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa và có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm, nên khu vực này cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Cùng với mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc đều giảm xuống ngưỡng 34 độ. Nắng nóng cơ bản chấm dứt, sự xuất hiện của đới gió đông nam ẩm cũng tạo điều kiện cho nắng nóng ở miền Trung giảm bớt về cường độ và diện. Trong ngày hôm nay, diện nóng ở miền Trung thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ, chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở các tỉnh Thanh Hóa phía Bắc của Nghệ An hay là khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trong ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh khu vực này chỉ duy trì ở mức cận nóng là 33 đến 35 độ. Còn ở phía Nam, lúc này mưa đã tạm giảm, tuy nhiên đến chiều mưa lại tăng, thậm chí thời điểm chiều tối sẽ có nhiều điểm mưa vừa và mưa to kèm theo dông. Nguy cơ xuất hiện lốc sét và gió giật nên người dân cần phải hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam đều không cao. Cụ thể là ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn. Trên biển, trong ngày hôm nay, tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió hướng Nam đến Đông Nam, phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, gió Tây Nam đến Nam có cường độ yếu đến trung bình. Các vùng biển phía Bắc thì có mưa vài nơi, riêng ở khu vực giữa đến Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống trong mưa, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị, sau đây là phần dự báo chi tiết trong ngày tại các khu vực trên cả nước. Tại khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi Trung Du có mưa vừa và mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.